Thưa quý vị, ở miền Bắc dù khối không khí lạnh đã suy yếu nhưng đới gió đông vẫn còn hoạt động, cộng thêm một chút tác động của hội tụ gió trên độ cao 5.000 mét di chuyển từ thượng Lào sang, nên đêm nay và ngày mai toàn miền Bắc đều duy trì tình trạng mây nhiều. Trong đó các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái hay Hà Giang còn có mưa rào. Còn khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ và mưa rào trộn lẫn. Do trời vẫn còn nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ngày ở khu vực ven biển phía đông, vùng phía nam của đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chỉ trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Khu vực các tỉnh miền núi như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu hay Điện Biên nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 26 đến 28 độ. Với miền Trung, trong đêm nay và sáng mai, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Còn từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi. Sang ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh mưa giảm, mây giảm, chiều hứng nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 26 đến 27 độ. Với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, không mưa, trời chiều trời nắng. Nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 31 độ. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm nên nền nhiệt ngày mai cao từ 30 đến 32 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa đều giảm, ban ngày nhiều nơi còn nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên mức từ 28 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông, cường độ ở mức cấp 4. Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.